Trời ơi, mọi người thấy không? Mới ngủ dậy mà nhìn ra cửa là chỉ thấy toàn tuyết rơi thôi. Thì đây là sữa rửa mặt. Và cái hộp này mình được tặng là máy massage da. Mình chỉ cần bỏ một chút nó lên thôi. Xong nó có cái nút để bấm thì mình bấm vào đó. Môi mình thì mình đang dưỡng bóng cái loại Vaseline này nè, nó phù hợp với cái môi mình, không phải phù hợp mà là nó work, giống như là nó giúp môi mình lông khô. Bây giờ là tới concealer để che cái bọng mắt này nè. Mặt mình lúc mới cắt hơi bị tội nha. Môi mình là thường là nó sẽ hồng tự nhiên. Nhiều lúc mình không có mang son môi lắm. Trời, nhìn mắt ghê luôn. Lúc này thức khuya quá mọi người. Kẻ chung mày. Và cái hộp này mà thích nhất mình sẽ dùng cái màu nhạt nhạt nha. Mình sẽ dùng màu này đi, hồng 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 max thế này. Thấy makeup đậm để lúc mà chụp hình mà tiết á, nó đẹp không? Dùng cho contour cái mũi một tí. Mũi mình hơi to.
light, bỏ một tí lên nhạc nhạc này đi. Mình make up đơn giản lắm mọi người. Có nhiều bạn hỏi mình rồi, chị make up sao mình cũng không muốn chỉ, tại vì chỉ có mấy bước đơn giản quá. Dạ thôi chứ mình không biết chỉ làm sao, chứ không phải là mình không muốn chỉ nha. Đó. Chúng ta ra tiết má hồng hồng tới trắng như vậy. Mình sẽ dùng một chút eyeshadow của Morphe. Mình thì lâu lâu mới make up đậm một lần, còn thường thì mình để đơn giản. Nhưng mà mình á, make up hay không make up gì cũng bị mọi người nói là cái con nhỏ này không bao giờ thấy nó make up, không tới chừng mình make up lên thì lại bị chửi. Khổ lắm quý vị ơi. Mình sẽ dùng một tí màu đậm hơn, màu này nhanh, một tí thôi cho cái đôi mắt của mình. Đấy, như vậy là đủ rồi đó. Vậy thôi mọi người, mình không muốn make up quá đậm. Sẽ cho cái đuôi nó một chút của màu này nha. Ok đúng không? Mình dùng son của Anastasia. Son này rất là mịn, giữ được lâu. Nhìn môi căng dày nữa.